chấm riệp xua phục mai ông con bạn ngày đi nhiều màn thua tầm là xa chỉ tham mây và đón tiếp màu đó đẹp màu sấy rót là bây mà lên quá đêm đón đi có xua sốc tốc quan tích và lưới số tay quan tập bảo con phong à thành mòn lắm và tập bảo đây hay lời đi nhầm thời của món bay quan tiếp tay quanh con tập bảo đây chắc nhầm hạ sân người ta lấy một số sốc tốc quan tích ngay hay mà mưa này tu đã bay tu đi còn từ một cắt do mà đạn bay rồi mọi khối chứ thời gian nhôm chơi còn đạn lụa từ nơi khé đi hay còn cọp tiền phong chứ chẳng nhôm mưa khơi ta khói chẳng là còn nhôm chui bao nữa đoạn từ cắt chỉ tu đi hỏi con và cắt chỉ tu thì hỏi con nói con đạn bay đạn hôm chẳng còn mọi khối và lấy bàn rồi gió lấy tu đi còn bàn vô mà chẳng ta đạn bay đạn hôm với lụa chẳng hết và chẳng là bà xua bìa rắm con tinh con thoải mái chất ớt hay con pin chất ớt mà người ta tu đi ca đòi ca kết bọc nhóm thân mạn mai chẳng hết là cùng mai ông phố mà nếu là không chơi từ tẹp nào nó đi tiếp bà đi từ gần luôn miền tây miền sạch tru miền công ty miền lừa mò này chẳng cùng mai ông phố mà chẳng ai hay miền tu lên mối xuống lại rồi lại ăn phơi ở đây hôi đây ấy chẳng á, của dương miền cái chọn bật bằng chật chùm chùm chật chẳng, rằng vậy tới dương miền là nam ai chia chấm bong và nước phôn xảy ra, chẳng cho lên quan tích, hello hello, mày ơi tao phải bái à, bong mà lên tích mà xô sập tung tích ngay này, can cái món bay pi ngay à. Cái khơi đáy chia nữa đáy vừa đáy coi một mai môn này cần lát to hay này cần lát tích cần lát tia của màn ngay đang còn vừa ba giờ bà vừa ba ai vòng phong lời mua đang ngày tiệt lành trời ta khơi con trắng nhung a à, cả món con pi ngay rồi ta bắt thấy một cả món con to tiệt ta khơi trắng đôi giờ giáp cầm lăng cái lăng à đấy từ hồi chót lỡ từ hồi chót ok từ hồi bong bong to tiệt và thắt tơ hồi sập ra nè ngay chẳng mới ai cho mong để lỡ bao đi bao phía sang đi hưởng năng sân nè nè ngay chẳng phục mang phone nè ngay hôm chơi mà tam đa theo nào và to tiệt này ca một phía ca một số sập tục ấy chẳng ấy nè bà បាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe ខ្ញុំអ្នកមួយផងនិងចុចរូបកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗអំពី Channel របស់ខ្ញុំបន្តទៀតពុកម៉ែបងប្អូនបាទ